Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Trực tiếp đám cưới Đan Nguyên vợ trẻ doanh nhân trưa ngày 21 tháng 7, Đan Nguyên và vợ nữ doanh nhân Việt Kiều đã chính thức tổ chức lễ báo nghỉ hai bên gia đình và bạn bè thân thiết ở Việt Nam. Cũng giống với hôn lễ ở San Jose, Mỹ, tiệc cưới ở khách sạn Continental Sài Gòn phủ đầy hoa trắng cùng ánh nến lung linh. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên viết lời chúc phúc cho cặp đôi trên Facebook, chúc mừng đàn em với cuộc tình đẹp từ sân khấu đến ngoài đời. Chị là nhân chứng cho cuộc tình của hai em từ phút đầu quen nhau cho đến đám cưới đêm qua nên chị vui và cảm động quá. Cứ mãi yêu nhau như hôm nay hai em nhé. Lúc đầu, Đan Nguyên chỉ muốn đám cưới tổ chức như một buổi tiệc báo nghỉ nho nhỏ nội bộ trong gia tộc. Tuy nhiên, khi chia sẻ lên Facebook, có nhiều khán giả mong muốn được cập nhật nhiều thông tin, hình ảnh về đám cưới của Đan Nguyên vợ doanh nhân nên Trung tâm Thúy Nga đã phát trực tiếp live stream để khán giả có thể chia vui cùng cặp đôi ca sĩ. Từ Tết Nguyên đán đến giờ, Ngữ và Hà chạy một loạt show xong hết đến khi Gia Diêm quyết định âm thầm về quê hương tổ chức đám cưới để có mặt đông đủ gia đình hai bên. Nhưng khi một số anh chị thân thuộc như chị Duyên, chị Thủy, anh thì sắp xếp từ Mỹ về Việt Nam và một số anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp tại Việt Nam nhận lời tham dự, bữa tiệc cần phải chỉn chu hơn nên mọi thứ cứ làm lớn dần. Điều đó làm vợ chồng Đan Nguyên rất xúc động và trân quý. Ngọc Ngữ cho biết thêm Quỳnh Trang vợ ca sĩ Đan Nguyên sinh năm 1990 là người Mỹ gốc Việt. Cô tốt nghiệp đại học San Jose chuyên ngành marketing và kinh doanh quốc tế, từng làm phát thanh viên 7 năm ở công ty giải trí riêng sau đó thành lập công ty tư vấn tài chính tại Mỹ và hoạt động đến nay. Ca sĩ Đan Nguyên tên thật là Nguyễn Đặng Đan, khi đi hát lấy tên là Đan Nguyên, từng là một trong những ca sĩ nòng cốt của trung tâm Asia. Hiện nay anh đã chuyển sang hợp tác cùng trung tâm Thúy Nga qua Mỹ thập niên 90. Đan Nguyên từng ở San Jose rồi thị trấn Montecito, Five và Oakland của Bắc Cali. Trong một lần Đan Nguyên hát ở San Jose, tình cờ gặp ca sĩ Chi Thùy Trang trình diễn chung. Chi cảm thấy chất giọng nam đặc biệt nên đề nghị Đan Nguyên đưa CD tiếng hát của anh để khi về Nam Cali giới thiệu với nhạc sĩ Trúc Hồ và giám đốc Asia là Thi Vân. Và Đan Nguyên đã được mời cộng tác ngay. Đan Nguyên sinh tại Huế, miền đất có cố đô thơ mộng với dòng Hương Giang và là nơi sản sinh ra nhiều ca nhạc sĩ nổi tiếng của làng âm nhạc Việt Nam. Nhiều ca sĩ ở vùng này có làn hơi mạnh, chất giọng đặc biệt và khi hát những giai điệu luyến láy mang âm hưởng quê hương thì rất truyền cảm. Điển hình là giọng ca Duy Khánh, một ngôi vị sừng sững trong giới ca sĩ của nền tân nhạc Việt Nam. Do đó khi Đan Nguyên hát nhạc Trúc Phương, Lam Phương và những bài ca thuộc dòng nhạc vàng thì rất mùi mẫn. Nếu có người cho rằng giọng ca Chế Linh có chất buồn của dân tộc Chàm đã mất nước thì trong chất giọng của Đan Nguyên cũng có một chất buồn nào đó. Khi hỏi về gia thế thì anh nói là đã xa cha từ lúc còn nằm trong bụng mẹ và suốt đời anh chưa bao giờ thấy được mặt cha của anh. Mẹ anh phải cam khổ nuôi anh và mấy đứa em. Sau này với gánh nặng gia đình đặt trên vai, anh phải giúp đỡ mẹ, mấy đứa em và nhiều bà con nghèo ở quê nhà với thu nhập được từ nghề ca sĩ, làm nghề mua vui cho thiên hạ. Thức khuya và ánh đèn sân khấu đầy mê hoặc nhưng Đan Nguyên có cuộc sống rất lành mạnh, không hút thuốc, uống rượu, uống cà phê. Anh khoe cánh tay khỏe khoắn, bắp thịt cuồn cuộn nhờ những năm tháng mê tập võ hồi niên thiếu. Anh kể một kỷ niệm dễ thương hồi còn nhỏ ở Huế. Mẹ đưa tiền đi chợ và khi gặp một người ăn xin tội nghiệp quá, anh cho hết số tiền đó và về nhà nói dối là đánh mất và bị một trận đòn nhớ đời. Lễ Phật cầu an là hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, diễn ra hàng năm ở mọi tỉnh thành và Huế cũng không ngoại lệ. Bên cạnh dâng hương, lễ Phật cầu mong những điều may mắn, khách du lịch xứ mộng có thể vãng cảnh chùa thanh tịnh, xin chữ truyền thống về trang trí nhà cửa ngày Tết, điểm du xuân. Lễ Phật rất được ưa chuộng tại Huế vào dịp Tết Nguyên đán là chùa Diệu Đế, chùa Huyền Không Sơn Thượng, đặc biệt nhất phải kể đến chùa Thiên Mụ, ngôi chùa nằm yên bình bên dòng sông Hương, là biểu tượng của Huế với nét đẹp cổ kính và những câu chuyện gắn liền với mảnh đất này được truyền qua bao thế hệ. Du lịch Huế Tết Nguyên đán 2024 sao có thể bỏ qua những địa điểm nổi tiếng hàng năm mang về cho xứ thi ca hàng triệu lượt tham quan. Dưới đây hãy để MiaVN giúp bạn tạo một checklist cho hành trình vi vu du lịch ngày Tết của mình. Dòng sông trong xanh màu ngọc bích phản chiếu ánh mặt trời ngày xuân, với những con thuyền ngược xuôi cùng điệu hò sâu lắng. Bạn có thể trải nghiệm đi thuyền trên sông Hương vào chiều, tối để cảm nhận rõ nét hơn văn hóa nơi đây giữa làn điệu dân ca.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.